Nếu điều này thật có thì không có điều đó. Vì sao? Này thiện hiện vì như lai xuất thế hoặc chẳng xuất thế, thì các pháp vẫn như vậy, chẳng lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Này thiện hiện quyết định không có ai an trụ chân như tu hạnh Bồ Tát sẽ mau an trụ bậc bất thối chuyển trong chứng quả vị giác ngộ cao tột vì các hữu tình tuyên thuyết tránh pháp. Vì sao? Này thiện hiện vì chân như của các pháp không sanh không diệt cũng không trụ ở phần nhỏ nào khác có thể nắm bắt được. Này thiện hiện nếu pháp không sanh không diệt cũng không trụ ở một phần nhỏ nào khác có thể nắm bắt được thì ai có thể an trụ được ở trong đó tu các hạnh đại bồ tát sẽ mau an trụ bậc bất thối chuyển trong chứng quả vị giác ngộ cao tột vì các hữu tình tuyên thuyết tránh phát nếu điều này có thật thì không có điều đó lúc bấy giờ trời đế thích bạch phật Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là vi diệu sâu xa, rất khó tin hiểu. Các đại Bồ Tát tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy biết các Pháp đều chẳng thể nắm bắt được, nhưng cầu quả vị giác ngộ cao tột là việc rất khó. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì quyết định không có ai an trụ chân như, tu các hạnh đại Bồ Tát sẽ mau an trụ bậc bất thối chuyển, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình tuyên thuyết tránh pháp các đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa sâu xa quán tất cả pháp hoàn toàn không sở hữu đối với pháp tánh sâu xa tâm chẳng chìm đắm chẳng sợ chẳng kinh không nghi không ngại các việc như vậy rất là hy hữu lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện nói với trời đế thích này kiều thi ca như ông đã nói các đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa quán tất cả pháp hoàn toàn không sở hữu đối với pháp tánh sâu xa tâm chẳng chìm đắm chẳng sợ chẳng kinh không nghi không ngại các việc như thế rất là hy hi hữu này kiều thi ca các đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa quán tất cả pháp đều là không đó là quán tất cả pháp hữu sắc là không pháp vô sắc cũng là không, quán tất cả pháp hữu kiến là không, pháp vô kiến cũng là không, quán tất cả pháp hữu đối là không, pháp vô đối cũng là không, quán tất cả pháp hữu lậu là không, pháp vô lậu cũng là không, quán tất cả pháp hữu vi là không, pháp vô vi cũng là không, quán tất cả pháp thế gian là không, pháp xuất thế gian cũng là không, quán tất cả pháp tịch tịnh là không, pháp chẳng tịch tịnh cũng là không.